Rồi, làm mấy món anh em ăn tân niên nha. Ông bà, ông mẹ, vịt nướng chao. Đây, chân dĩ miền Tây đây. Anh em mua lương lên liên hệ Trần Dĩ miền Tây nha. Phải Trần Dĩ miền Tây không? Số điện thoại trời. 0963273595. Rồi, để ổng để số điện thoại lên. À, Linh Vlog nè. Chào Linh Vlog nè. Dưỡng sáu nha. Bữa nay anh em hội tụ lan tân niên chưa đủ mặt, chưa mới có ba bốn anh em thôi, còn khoảng 499 anh em nữa kìa. 97 ở đây ba. Rồi hãy giống lương tâm nha anh em. Đeo coi có da. Dạ. Dạ. Vô em. Hai mến miền Tây nha anh em. Còn nhà Yến Kim Bảo nữa. Đây lấy cảnh chút coi. Cứ vợ coi sao. Quên hả? Đi Phú Yên sao vậy? Ừ, đang dưỡng sức. Sao đi mẹ ơi? Còn món trâu sầu qua nha. Cái này đấu giá nha. Tự nhiên đâu giá cho anh Nguyên hả? Cặp trứng hả? Lại với mấy nghỉ xíu đi mình lại uống. Trời ơi. Ủa không chơi khóm anh hả? Rồi xong luôn. Đây nghĩ sao nè. Cặp trái cây hồi chắc để xài ăn đi. Thì lúc đó nó mới gượt đó. Rồi anh giật qua đây rồi tao uống luôn mấy con thằng cho trả chục lon rồi uống được hoài luôn. Gượt lắm gượt à. Không phải, vô đi. Chín nấu rồi đó. Nhiêu ngàn chú? 20 ngàn hả? Quá thơm à. Đầu bếp trắng mà bỏ vậy. Này, mặt lửa nhỏ thấy. Giật chừng nào quá. Hàng năm
chị về. Tối quá trời. Sức dịch này quá. Quyết dịch. Không là công sức người bạn Linh như ấy gấp cho bạn Linh như món này. Cái này là công sức bạn Linh ví dụ kia. Món giò thôi. Không mình làm hết lên cái phần tao biết mình. Ăn mày, có mày đem lên cho em cái mày nè. Gì vậy? Nó đi mà nó quên luôn cái khóm của anh luôn. Không. Qua đã ngại mà. Nhớ gì? Nhớ vụ kia không mà đủ con được. Nhớ cái là nó chín đâu. Đó, anh tâm lại. Rồi. Nè. Trời, dưỡng sức đi ăn cái nhà ngồi ăn cái này chỗ nào xả. Về đi đâu đi? Đùa. Đi đâu về, đi đâu về. Bữa nay chơi đi chứ cơ đi đâu về? Đi đâu dùng ngoài về phải bỏ bỏ cơ chứ. Thôi, cũng làm được cái nào đó. Ủa, nghĩ sao ra hồi đó không lẽ đi rồi không thì về không phụ huynh không về mình không trời ơi nói chuyện leo vào cho kịp lại đồ gầm chứ đồ gầm tình ngọc chứ này rồi đấy nói á không nói chuyện không tin nổi không thể nào tin nổi thì bắt đầu nha rồi đó không còn mẻ nha ai cũng ăn còn mẻ ăn nước mắm mà vô cái đây đây em rồi gần hơn chứ nha. Em rồi gần. Tháo rồi vậy.
tháo rồi, cũng ăn quỵnh. Từ từ chơi như đợt trước đi. Chơi kiểu bữa mà lên bữa con gà. Không có là được chứ hả? Không có được. Nhớ lộn con gà mà. Con gà anh Phong. Bữa ní em đâu ta? Bữa nay em lên ba lon nữa nha, không còn nữa. Còn anh ta? Không còn đương lon nữa nha. Ôi là trời, uống hết cái lon cây, uống cái đình linh, uống còn hết lon nữa ở đó. Mạo mồi quá đã hoài luôn. Phải rồi ông nội ơi. Thấy cái gì, thấy anh Nguyên ăn mồi quá, bởi vì anh Nguyên ăn mồi quá. Trời ơi. Thấy luôn rồi. Gì mới được. Nó quá, gì cho xin bọc mang gì. Sớm vậy nha. Cảm ơn nha. Đào đào cục luôn mày. Trời gì để em lâu cái phần qua đây luôn cho. Rồi, bao câu chính rồi nha, nè, ăn bao câu nha. Chảy nha. Chảy vậy bầu rồi, chảy vậy không? Dạ. Đúng hả? Ăn được không? Đọc. Ba cái đọc xu hào. Nè, em mời ổng đừng thiếu. Rõ ăn đi. Đúng, sao dội đâu, con ấy có uống gì rồi, sao nhiều rồi vậy? 6 cái, ối ba con thì 12 cái. Này á, không bằng. Chúng ta bỏ béo. Quá trời thấy vậy. Ăn cho nóng đi để nguội lên. Ờ được, lượm đi, lượm đi, lượm đi. Lượm đi được. Vậy thay nó uống. Nướng chín cái đùi rồi cho con gái cái đùi ăn. Ừ. Uống ăn cái gì ạ? Mắm hả? Cho anh ấy lên cái đùi. Ra ra nhậu trình với Linh được chứ. Con cọc mang con cò với con máy máy ta con cò mà cỡ đó đó chính giá để nghĩ cò cò mà trực chứ đâu con máy ta nó lai còn đang nó có hai cây mà nóng dữ vậy hả nóng mình ấy luôn không dữ luôn hả hiện đại ha ăn nhậu hiện đại dữ trời đây có cái bếp lẩu nè tính hai mâm là bỏ đây cái nồi vậy cái này hiện đại đó. Chạy nóng dây luôn. Nổi luôn. Vậy anh hai rồi. Ừ. Không biết này siêu ăn điện luôn. Điện dây giờ nướng than này mạnh quá. Nướng dịnh không kẹt. Tắt đi chưa? Xuống rồi. Tôi bảo mồi đi ông nội ơi. Lúc đó vô vào đi. Ngồi đâu vào ngồi. Bảo ngồi trước đi. Bởi vậy chị mời bán đi mua hai cái bịch gớm cho mời rồi đại gia Kim Bảo nghe anh em không? Dạ. Rồi chừng nào cũng cưới cái gì vậy cha chừng nào cũng cưới cái gì vậy ô long thấy anh em ừ mua được chưa mua giặt được chưa hả mua giặt được chưa rồi đó mua đóng giặt đó ê bà chủ Kim nhà Yến đây. Khoan khoan lấy chén. Lấy chén. Chào sẵn đây, chào sẵn đây. Sớm rồi nữa nè. Gì đâu. Sớm rồi nhiều rồi. Sớm rồi cha. Trời ơi. Rồi vô đây. Dục làm cameraman chút coi. Cho mấy anh em vui. Vô hết chứ. Chưa? Hả? Mà. Mới đi mà lên trao quà hả? Vài bữa mới rước về. Trời ơi trời. Bà, sao? Bà chú Kim, bà chú Kim nha. Trời ơi cái gì đâu mà đem ô long gì dữ vậy? Trời cho cha nữa trời. Đây đây em ngồi đó với thì chú ơi đi để đây quá. Được.
trước mình muốn mình nhất. Mốt cái em làm gì em làm cái bàn và cái bổ bị bỏ cái giữa ai nó uống cái rút ha. Ờ và bữa thiết kế nha. Cái cây chứ đồ để gì nè, ngồi ngồi hai bên hai cái chứ gắn cái bọn cho mái nhà nè. Bây giờ mình lấy motor nè. Rồi, cho hai vợ chồng nè. Đúng rồi. Nãy giờ trừ hai cái chân nè. Trời, chỉ chạm mới muốn ăn chân đi cho nhanh thiếu nè. Nè, đó. Mấy chạy rồi đã. Mấy rồi hả? Rồi, đầy đủ rồi cho anh mời thuốc quà đi chứ. Rồi, ngon gì cũng nào. Ăn nghe cái quần em đi ngay luôn nha. Đầy đủ rồi, cho anh mời thuốc quà đi chứ. Còn đi. Thôi, mệt. Rồi, có vui uống từ từ mới đi. Từ vậy. Tại vì năm nay là không còn. Hãy subscribe.
Đô ghét. Mỗi gia chỉ có từ 1 đến 2. Hai gì? Hai con. Hai con là do ăn cái nước non gì vậy? Nước non chặt về. Rồi đây là mảnh dạo gì nữa? Mảnh dạo. Sao nó mất hết chữ rồi, chắc anh kéo đứt rồi. Tao bên đây nè. Hay quá, vô cái anh em ơi. Vô. Quá hay quá. Trời ơi, nhận quà vậy ơi.
ông thua lo cái thằng ông kìa, ông gần có vợ rồi kìa, ông gần người ta. Ai để gỡ ba cái này ra. Nó văng rồi hả? Gỡ đâu anh Tâm? Ở chắc không hả? Mày mối nữa gì? À, để cắt cái bánh kem đó chạy. Cắt cái đem khỏi tủ. Cái con dao đâu rồi? Cái bột nãy đâu rồi? Giống hả? Đây rồi. Rồi, cắt bánh kem nha. Rồi, giờ lần đầu tiên ăn sinh nhật xuống đấy. Rồi. Vô. Nãy lên tới nhà kia chơi cái này thua rồi. Hết đường chạy, tới đường chạy. À, có rồi nha. Đấy, đầy đủ đồ nghề hết rồi đó. Rồi, giúp luôn đó nè. Không phải là điện 6 luôn nha. Ở vậy khu bà là yên mà. 3 tuổi nha. À, 13 tuổi. 13 tuổi. 30 xu thì thời hạn 10 năm. Đó. Cái này lấy. Người ta đã 13 tuổi mà. Chẳng hạn nha, lấy ra ăn đủ cái miếng mướp lấy ra mày nướng cái đậu lấy rồi nướng, lấy rồi cho rồi nó cháy để ngoài nó chảy á để ngăn mát á chứ để nó chảy đó ông Nhật ông đi qua là người ta sẽ bữa nay nó qua rồi mà ông qua ông được không à thôi ông Nhật qua chồng cho ông năm lo nha rồi qua cảm đi qua rồi còn được ra nữa qua dễ rồi mà còn được cấm đầu nữa chứ qua chí luôn ừ quá trời để dỗ với cái chúng coi quà nè dỗ quà coi kìa coi sợ quà không giữ luôn à mày cứ giữ không à rồi sao quá trời ý nghĩa phần quà đầu gì nữa không phần quà ý nghĩa nữa cũng mắm rồi em con đã đầu tư dữ rồi chứ là hù chắc không ngồi được rồi ngồi chơi với phim mà thôi này Tâm nha Tâm này chạy giống Tâm anh em đúng luôn đúng rồi đúng rồi đúng rồi phút bài được đủ muốn quảng cáo đi là không chính thức năm đã đến xong nha không làm một lần nữa nè chín bốn năm bốn bốn năm chạy đâu thôi nữa nữa để chạy chạy giữ đây chạy xin gì đây rồi kim đây tại chạy lương giống bảo kim nha bảo kim có yến luôn nha nghỉ gì đó mình gọi là nhà yến luôn nha anh tư vấn thiết kế là chọn gói luôn sao bữa nay không đem chạy cái yến lên bây giờ yến hết hàng quá anh ơi hết hàng luôn cái mề cái giữa lúa cái mày dịch á trời ơi quá trời mày hay rồi một phát 10 phút vậy Thảo nghe nói vợ tôi bính nóng cho cái gan quá hay vô đi mời anh em xem kênh của Linh nha đừng mời lóc nha thấy hay anh em chia sẻ nha đăng ký like và một cái khẽ rồi. Đó này ở đây có ba tên là Linh Phơi Lóc nè, dạ, giống Lương Tâm, giống Lương Tâm là Mượn Hôn nè. À Mượn Hôn. Không có hai mới miền Tây nữa mà mới nổi với ca dĩ bà lờ. Cái vụ bà lờ này mà sôi nổi á. Sôi nổi. Rồi vô nè. Rồi ông nội uống. Rồi uống. Rồi chua nè. Đủ làm mạnh mạnh đi chút. Tiên có giới luôn rồi. Ờ ông không mạnh lắm đó. Bây giờ nãy giờ anh đang mạnh. Đang ngưng phút cho giải trí không bao giờ mình tập trung chuyên môn nè. Ủa đem trốn cho anh Nguyên hả? Trời ơi. Có cái chào mình đảo á. Mạnh ra mạnh người ăn uống bia cũng dài luôn á. Tới giờ. Bà bà. Tới bà bà rồi. Lần nào cũng xuống anh ngồi ăn ba ba cho lội giết cũng chết luôn á. Còn là tính nào mua lấy 7 kg ba ba mà là tính ăn Tết ở đây với mấy anh em với bên nhà qua có ăn được sao cái kết thúc luôn nè chỉ được giờ chạy ngang rồi dám ghé anh mười ổng hỏi sao ổng ghé thằng anh đồng này ơi rồi thằng ghé thằng anh lúc đó ổng đang em chồng mình ghé thằng anh lúc đó tụi em chỉ hỗ trợ điều trị thôi lặn qua lặn lại uống một bia lặn qua
người áo cơm gạo người nặng người gạo vậy cũng được tôi đâu cái này mau hết bệnh mới vừa nằm chú nhắm mắt cái nó ôm một đĩa lạng ở nhà có quen trời ơi lương tâm là vậy lương túc là vậy để 5 kg chạy giống lương tâm chạy giống lương tâm gia bây giờ có chạy giống lương tâm ơi chạy luôn Minh Nhật số điện thoại. Anh em có nhu cầu liên hệ anh Nhật nha số điện thoại ở giữa nghe ở giữa nghe không đâu ha 0945446090 à, nhớ luôn hả ai kêu ông đọc ai kêu ông đọc 0931005665 rồi Kim Bảo nghe Kim Bảo nghe xe ghi nhà chồng mời bạn ăn nghe tôi đây không chờ ăn nữa giờ tôi ăn liền giờ tôi ăn liền hả mày nha thả nướng nha thả nướng mấy cái nước mấy cái clip sạc sạc nó gì mà lên mau lắm do mình quay thành đạo mà không có lên xàm vừa đó đừng xàm quá rồi lúc này thì mình muốn karaoke về hát anh em ơi nhưng mà cái là lý do là bị mẫn quyền cho nên là mình không có mở hết cho anh em xem được thì anh em xem hình ảnh nha thì qua đây thì cảm ơn tất cả những anh em đã đến mà ăn tân niên cũng như là chúc mừng sinh nhật thì cảm ơn tất cả các anh em trong nhóm thì và đầu năm thì gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả anh em và chúc anh em nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài. Rồi đây thì video mình cũng kết thúc anh em. Rồi cảm ơn tất cả anh em, chào anh em.